Trưa nay, một vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên quốc lộ 13, đoạn qua thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, làm hai vợ chồng thương vong. Hai vợ chồng nạn nhân khoảng 40 tuổi đã va chạm với xe máy khác do nam thanh niên điều khiển. Cú va chạm khiến hai vợ chồng ngã ra đường. Đúng lúc đó, xe tải mang biển số 51C42097 chạy phía sau không kịp xử lý đã tông trúng, khiến người chồng tử vong tại chỗ. Còn người vợ bị thương nặng được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.